Đây là thuộc khu vực Tráng Kìm nhá. Tráng Kìm là nơi địa danh mà hay dừng chân của huyện Quản Bạ. Khu vực này là có phở Tráng Kìm rất là ngon. Và hơn nữa là các xe cộ đi lại là thường đỗ ở khu vực này. Rất nhiều xe đỗ ở khu vực này, xe tải, xe khách và một số phượt thủ cũng đỗ ở khu vực này. Hiện giờ thì đang khoảng 11 giờ 15 phút. Trời thì mưa phùn. Mây rất là đẹp. Đường thì khu vực này cũng khá đẹp rồi. Thuộc huyện Quản Bạ, nằm trong công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Khu vực này là cũng là mới là bắt đầu nhá, vừa qua đèo Bắc Sum thì xuống đây thì cũng khoảng 20 cây là đến đây. Cũng đang bắt đầu trong chuyến vào cao nguyên đá Đồng Văn. Mây rất là đẹp. Đây có một số dân phượt này. Đẹp vô cùng. Thời tiết cũng không được ủng hộ đâu. Nhìn Tráng Kìm thì rất gần đây thôi, nhưng đi khoảng tầm độ 4-5 cây nữa thì mới tới Tráng Kìm đấy. Đây nhìn ở dưới thung lũng này thôi, thung lũng Tráng Kìm có phở rất là ngon, nổi tiếng khu vực cao nguyên đá Đồng Văn đấy. Đường rất là cua gấp và dốc, và địa hình thì nguyên núi đá. Tráng Kìm vòng vo rất nhiều. Khu vực này có hai hồ nước lớn. Hồ này là hồ dự trữ nước nhá. Đây. Nước rất sạch và trong cho bà con.